Nhật ký học tập hôm nay sẽ học cái phần nói thời tiết trong ký Nhật. Trong ký Nhật, giả sử chúng ta đi gặp một người Nhật, hay là chúng ta gọi điện cho một người Nhật, chúng ta hỏi thời tiết chẳng hạn, bạn cứ nhắm mắt vào bình thường thì bạn sẽ hỏi như thế nào? Đầu tiên là phải nói hỏi thời tiết như thế nào, người ta sẽ nói là Tenki wa do desu ka, nghĩa là thời tiết thế nào. Còn nếu chúng ta trả lời, chúng ta có thể nói là Teyo wa totemo ii tenki desu, nghĩa là thời tiết rất đẹp. Còn nếu như chúng ta nói rằng là thời tiết rất xấu thì chúng ta sẽ nói là Teyo wa warui tenki desu, nghĩa là hôm nay thời tiết rất xấu. Ngoài ra chúng ta còn có những từ như là thời tiết, trời ấm áp, trời lạnh, trời nóng nực, vân vân. Đây, đó là chúng ta nói là Atatakai desu, trời ấm áp. Còn nếu muốn nói là trời lạnh, chúng ta nói là Samui desu, nó là trời nóng, thì nó là Atesu i desu, là trời nóng nực. Muốn nói là trời có nắng thì nó là Hare desu, nó trời giá buốt là Tesu desu, nó là trời ngày mai là Kumori desu. Phần ba, đây là những miêu tả thông thường có bão chẳng hạn, bão lụt thì miêu tả các mức độ của nó bằng cách là kaiyera tesu yorisu tesu tesu. Đấy, chọn cái này đọc là tesu. Kayo wakae ga arimasen, là trời hôm nay trời lạnh đó. Tiếp theo, Nhật Bản thì với phong hóa Nhật, văn hóa Nhật Bản thì phân theo mùa. Thông thường bạn hiểu thế ý trong thơ haiku của Nhật Bản không có phân theo mùa đó. Do vậy mùa ở Nhật Bản thì họ rất chú trọng. Bây giờ chúng ta vào chẳng hạn, chúng ta hỏi một người Nhật rằng Ichinen, chúng ta hỏi là mùa nào lạnh nhất, chúng ta hỏi là mùa nào lạnh nhất thì chúng ta sẽ nói như sau, đó là Ichi nen de nen i tesu ga ichiban samui desu ka, nghĩa là trong một thời gian ấy thì thời gian nào là lạnh nhất. Đọc lại là Ichi nên nên de itesu ga ichiban samui desu ka samui desu ka samui desu ka samui desu ka. Chúng ta trả lời là tháng hai lạnh nhất, sẽ nói là na nigatsu là Ichiban Samui desu, thời gian là tháng 2 là nhất. Muốn nói là nhiệt độ là bao nhiêu thì người ta hỏi là Kiyon Wanan Dodesuka, Kiyon Wanan Dode Desuka. Ngoài ra người ta còn chúng ta hỏi dự báo thời tiết ngày mai như thế nào, người ta sẽ nói Asta no tenki yoho wa dode shika, nghĩa là dự báo thời tiết ngày mai như thế nào. Asta no tenki yoho wa dode shika. Chúng ta trả lời là thời tiết ngày mai có nắng thì bảo là Tenki yoho
Wahare Wahare Desu. Còn thiên ngày mai có nắng. Còn nếu muốn nói ngày mai trời lạnh hơn thì nói như thế nào? À, chúng ta sẽ nói như sau. Hasta. Hasta. Wakayo. Wakayo. Makeyo. Rimasuku. Rimasuku. Naru. Naru. Sodesu. Nó nghĩa là nghe nói ngày mai trời sẽ lạnh hơn hôm nay. Rồi, Nhật Bản thường phân biệt theo mùa. Thì chúng ta còn phải nói thêm mùa nữa. Điều chúng ta muốn nói là Việt Nam có bốn mùa chẳng hạn, hay là Nhật Bản có bốn mùa, thì chúng ta sẽ nói là còn một nói mùa. Nói mùa ví dụ chúng ta nói là Nihon. Ni Niwa. Siki ga ga arimasu. Nó nghĩa là Nhật Bản không muốn ngủ. Còn nếu muốn nói là mùa xuân trời ấm áp thì chúng ta nói như thế này. Haru. Haru. Wa. Atata kadesu. Nghĩa là mùa xuân trời ấm áp. Nóng nói rằng là mùa hè nóng và mưa mưa nhiều, chúng ta sẽ nói là natai natesu. Wa atesu ku. Amiga. Yoku. Yoku. Furimasu. Nó được hiểu nghĩa là mùa hè nóng mà mưa nhiều.
Còn nếu muốn nói là mùa thu trời mát mẻ thì người ta sẽ nói như thế này: Aki washi yu si. Nó có nghĩa là, nghĩa của nó là mùa thu thì trời mát mẻ. Đấy. Tóm lại, để mà học cái này thì chúng ta cần phải nắm được một số kiến thức như sau. Muốn hỏi thời tiết, người ta sợ là tên khi qua Dodeska. Còn nếu muốn hỏi về mùa nào lạnh nhất trong năm thì người ta sẽ nói là nếu mà muốn hỏi thời gian lạnh nhất trong năm, để ví dụ chúng ta đi công tác, dạ, ví dụ như đi hỏi người Nhật hàng thời gian nào ở đất nước bạn mà lạnh nhất thì chúng ta nói là Ichi nem dei tesu ga ichiban Samui Deska. Nếu muốn nói là tháng 2 lạnh nhất thì sẽ nói là Nigatesu ga Ichiban Samui Desu. Còn nếu muốn nói nhiệt độ là bao nhiêu để căn nhiệt độ thời điểm hiện tại thì sẽ nói là Kion Wanan Dodeska, nghĩa là nhiệt độ bao nhiêu. Kion Wanan Dodeska, nhiệt độ bao nhiêu. Cùng nhìn là slide. Hỏi thời tiết thế nào? Tenki wa dodesu ka? Tenki wa dodesu ka? Tenki wa dodesu ka? Desu ka? Nếu muốn nói trời có nắng là Hade desu, Hade desu. Nếu muốn nói là trời giá bút thì Tesu metai desu. Nói trời nhiều mây thì bảo là Kumori desu. Kết thúc bài tự học ở